À, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kalima Trần. Thì trong video này thì bên mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai vấn đề. Thứ nhất là tại sao mà các bạn bấm phím đàn nó bị rè, và cái vấn đề thứ hai là tại sao mà các bạn không vuốt phím được ở trên đàn Kalimba. Thì với cái câu hỏi thứ nhất là tại sao mà các bạn bấm phím đàn này nó bị rè, thì mình thấy có rất nhiều bạn bấm nó sẽ bị rè như sau. Các bạn chú ý quan sát nha, vì mình có một mic thôi nên là cái âm đàn này nó sẽ hơi nhỏ một chút, thì mọi người chú ý, mọi người bật, có thể là bật âm lượng to lên, mọi người lắng nghe cái âm thanh nha. Các bạn, nhiều bạn sẽ bấm nó bị rè như sau. Để các bạn có thể nghe thấy cái tiếng rè nó xuất hiện sau khi mà mình thực hiện bấm phím như vừa rồi, thì cái nguyên nhân chủ yếu là như sau. Nguyên nhân là các bạn sau khi mà các bạn bấm phím này xong và phím này nó đang đàn hồi, thì các bạn lại để cái phần móng tay này vào cái chỗ phím đang đàn hồi, nên là nó sẽ gây ra cái tiếng rè như vừa rồi nhá. Rè như thế này. Nên là để khắc phục cái tình trạng như thế này ấy, khi mà các bạn bấm phím xong ấy, thì móng tay của các bạn nó sẽ hất xuống dưới như thế này nhá. Các bạn chú ý là làm cho móng tay của chúng ta không chạm vào đàn nữa nhé. À, không chạm vào phím đàn. Nó sẽ bấm, các bạn sẽ bấm như sau. Đấy, các bạn bấm như này thì nó sẽ không bao bị rè nhá. Còn việc mà các bạn bấm xong mà các bạn lại để cái phần móng tay vào cái phím mà nó đang đàn hồi, là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị rè nhá, như thế này. Đấy, các bạn bấm xong thì các bạn không nên để cái phần móng tay vào cái phím đang đàn hồi. Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề mà tại sao mà chúng ta bấm phím đàn nó bị rè nha. Tất nhiên là với cái vấn đề này là sẽ là do các bạn bấm nha, chứ không phải là đàn bị rè nha. Đàn bị rè thì các bạn cần phải khắc phục ở đàn nha. Và vấn đề thứ hai, tại sao mà các bạn không vuốt phím được? Các bạn không vuốt phím được là mình sẽ chia làm hai nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ nhất đó chính là do chính cây đàn của các bạn. Việc mà cây đàn của các bạn có những phím nó cao, nó chênh nhá, nó chênh cao thấp hơn các phím còn lại quá nhiều, thì nó sẽ dẫn đến các bạn việc tình trạng là chúng ta vuốt, chúng ta sẽ bị dắt ở cái phím mà nó bị cao, bị thấp so với các phím còn lại đấy nha. Nó sẽ bị khựng lại. Hay các bạn phải hiểu như là các phím của chúng ta đang bằng bằng như này, mà có phím nó lệch cao hẳn lên hoặc là thấp hẳn xuống, thì việc mà chúng ta lướt đến cái chỗ đoạn đó nó sẽ bị khựng là điều đương nhiên nha các bạn nha. Việc mà các bạn khắc phục thì mọi người có thể lấy cái cây kìm, mọi người uốn lên uốn xuống làm sao để cho nó đồng điệu, nó bằng với các phím còn lại nha. Tất nhiên là nó sẽ có một có sẽ có một khoảng lệch nhẹ, nhưng mà phải trong một cái khoảng nhất định nha các bạn nha. Không thể nào mà khi mà một phím nó bị cao hoặc bị thấp chênh quá, thì tất nhiên là các bạn vuốt nó sẽ bị khựng. Ok, vậy là cái vấn đề thứ nhất là do chính cây đàn của các bạn. Vấn đề thứ hai là do các bạn là không để móng tay. Các bạn không để móng tay, hoặc là các bạn để móng tay quá dài, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mà chúng ta vuốt phím nha. Các bạn để móng tay không quá ngắn, không quá dài, mọi người chỉ để khoảng tầm từ 2 đến 4 mm như mình như thế này thôi nha. Chúng ta không để ngắn quá và chúng ta cũng không nên để dài quá. Và việc tập vuốt phím ấy, thì các bạn cứ tập cho mình như sau. Đầu tiên thì các bạn vuốt hai phím một, chúng ta vuốt từ dưới lên như sau. Ví dụ ở đây mình vuốt phím số 5 và phím số 7, thì chúng ta sẽ vuốt theo chiều là từ dưới lên trên như sau. Sau khi mà các bạn vuốt hai phím quen rồi, chúng ta sẽ vuốt đến 3 phím nha. Đấy, lưu ý khi vuốt phím này thì các bạn vuốt bằng đầu móng tay nha. Các bạn dùng đầu móng tay, các bạn vuốt từ dưới lên như thế này thôi. Và sau khi mà các bạn quen 3 phím rồi, chúng ta có thể là chuyển sang vuốt 4 phím. Và bên tay trái này chúng ta cũng làm tương tự thôi. Các bạn cứ tập dần dần nha. Ok, mình thấy là kỹ thuật cái vuốt phím này nó cũng không quá khó đâu các bạn. Mọi người chỉ cần chăm chỉ luyện tập thôi. Các bạn cứ học, các bạn cứ làm theo mình. Các bạn vuốt hai phím một, sau khi mà các bạn vuốt hai phím quen rồi, chúng ta chuyển sang vuốt 3 phím, vuốt 4 phím như thế này nha.
Và ở trong video này thì mình đã chia sẻ đến các bạn hai vấn đề. Thứ nhất là tại sao mà các bạn bấm phím nó bị re. Và thứ hai là vấn đề mà tại sao mà các bạn không vuốt được phím. Và mình mong rằng cái video này sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình mà các bạn tập luyện đàn Kalimba. Và nếu các bạn thấy hay thì mọi người có thể là like và mọi người chia sẻ để cái kiến thức này có thể là giúp ích được nhiều các bạn khác trong quá trình luyện tập đàn Kalimba nha. Và video xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào trong các video tiếp theo ở trên kênh Kalimba Trần nhé.